một so với các chỗ trẻ thì có thể là chậm hơn, nhưng mà sẽ cố gắng hết mình. Cùng quân thuyền tên là Muga. Muga thì đã thi hội thao Army Game quốc tế tại tổ chức tại Nga rồi. Chào. Điểm yếu của bạn ấy là về sức khỏe, về đường ruột hơi yếu, chó không ăn cám được và phải nấu cháo và thịt bằm cũng như là thịt vịt lộn để bồi bổ sức khỏe cho chó. Hiện tại sau khi chó nghiệp vụ tốt nghiệp ra trường, biên chế với các đơn vị thì đang ăn theo mức là 65.000 đồng một ngày và ăn bằng cám công nghiệp, ta gọi nôm na là cám khô đấy. Những món khoái khẩu thì đa phần là khi thực hiện chế độ bồi dưỡng thì chúng tôi hay sử dụng trứng vịt lộn, vì đây là cái món đối với chó là dễ ăn, chó dễ tiêu hóa và nó tốt cho sức khỏe của chó. Đây là lần đầu tiên thì đội chó nghiệp vụ được tham gia vào chương trình quân khu số 1 thách đấu, thì hay nói tắt gọi là quân khuyển, thì cũng chỉ mong muốn đơn giản là anh em khi được biên chế vào các đội tuyển thi đấu hết mình và cùng với cái đội tuyển của chính mình giành kết quả cao nhất. Vô đội biên phòng, đúng là nhà biên giới là quê hương. Vừa qua chỗ quân khu 1 và quân khu 9 đã tham gia thi đấu rồi. Đội bàn cũng có nhiều cái rất là tốt, nhưng mà mình phải rút kinh nghiệm từ đội bàn. Một là cái thao tác rất là chậm. Cái thứ hai là về cái khi mà chúng ta ngắm bắn ấy vào mục tiêu đó, phát thứ nhất có vấn đề thì phát thứ hai chúng ta, đặc biệt là đồng chí số 1, số 2 là phải biết cách để phối hợp với nhau để hiệu chỉnh ngay, để bảo đảm cho cái nội dung thi là đạt kết quả cao nhất. Khi vượt qua đùn xình lầy là đề nghị là trong đội là ta phải bám sát nhau, để đồng chí phía trước khi gặp chướng ngại vật thì đồng chí phía sau sẽ phát hiện và né được ngay. Cố gắng trong đội chúng ta phải quyết tâm cho cao. Đây, mời các anh. Quân khu 7 quyết thắng nha. Quân khu 7 quyết thắng. Và đội tuyển quân khu 7 bắt đầu chặng thi đầu tiên với các thành viên Thượng úy Nghiêm Đình Thuận, Thượng úy Đặng Hữu Sơn, Thượng úy Võ Hữu Phúc, Thượng úy Nguyễn Đức Thắng, Thượng úy Huỳnh Trung Trường, Thượng úy Phan Ngọc Minh và đồng chí đến từ bộ đội biên phòng, đấy chính là đồng chí Đặng Phương Nam, thiếu úy chuyên nghiệp. Và tất cả những cái thành viên còn lại của đội tuyển quân khu 7 đều đến từ một sư đoàn chủ lực của quân khu 7, đấy chính là sư đoàn 5. Cá nhân tôi thì cũng rất là hy vọng đội tuyển quân khu 7 năm nay có một cái thành tích rất là tốt để có thể đem đến cho quý vị khán giả truyền hình những cái màn trình diễn còn mãn nhãn hơn ở những vòng tiếp theo, nhưng họ phải vượt qua được vòng loại đầu tiên đã. Sư đoàn 5 quân khu 7 được thành lập vào năm 1965 tại căn cứ Mây Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chính là ở nơi đây. Và sư đoàn 5 trong kháng chiến chống Mỹ đã lập những thành tích vô cùng rực rỡ, đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và ngay sau đó, sư đoàn 5 đã tiếp tục tham gia vào chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Sư đoàn 5 đã có gần 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ ở các tỉnh đi chống dịch cứu dân trong làn sóng Covid-19 lần thứ tư bùng phát và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với rất nhiều thành tích và huân chương. Đồ chơi chuẩn bị! Chó Ba đang lao băng băng xuống nước. Vâng, đây là bạn Ba. Hay quá! Các bạn thấy không? Trời ơi! Súng mạnh! Quá súng mạnh! Súng mạnh và súng mạnh cũng huấn luyện viên cũng rất khỏe. Đặng Phương Nam đang cùng với bạn Va đang cùng vượt qua vật cản nước. Đến đây thì không thể lao như trước, nhưng chó Va vẫn giữ được một cái tốc độ rất tốt. Vâng, cả hai đang băng băng vượt qua cái khu vực bãi xình lầy. Vâng. Thì như chó Va cũng nghe được những lời bình luận của chúng ta hay sao ấy. Vâng. Cố lên Va. Cố lên Va và cố lên đồng chí Đặng Phương Nam. Của chúng ta. Rất trời ơi, nhanh chóng là nhanh nhẹn. Tuyệt vời. Băng băng vượt qua khu vực của cản nước để trinh sát trận địa để cho khẩu đội vào. Wow. Nhìn chó Va biết là mình đang đi cùng đội tuyển chủ nhà. Đúng rồi, và nhìn nghiêng thì chúng ta cũng thấy là chó Va đang có một cái tư thế lao lên rất là tuyệt vời. Còn đây. Vâng, rất là nhanh. Nó được phát lên. Khẩu đội đã bắt đầu xuất phát. Chó Ba đáng yêu quá. Vâng, nhưng đội tuyển quân khu 7 cũng không hề chậm một chút nào. Lần đầu tiên đội tuyển mới được thành lập của quân khu 7 đã tham gia vào cuộc thi này. Chủ yếu là các đồng chí đã tới từ sư đoàn 5, sư đoàn thép anh hùng của quân khu 7. Vâng, đội tuyển quân khu 7 di chuyển theo đội hình hàng dọc. Và chúng ta có thể thấy là những đội tuyển thi đấu trước thì họ
như là dàn đội hình hàng ngang, nhưng đội tuyển quân khu 7 thi đấu theo đội hình hàng dọc như này thì hay. Vâng, liệu có giúp cho đội tuyển quân khu 7 nhanh hơn hay không? Tôi nghĩ là có, bởi vì là nó sẽ làm cho cái lực cản của nước ấy nó sẽ đỡ hơn là khi chúng ta dàn hàng ngang. Di chuyển hàng dọc nhưng mà các đồng chí di chuyển rất đồng đều. Vâng. Không đồng chí nào bị tụt lại. Xin nhắc lại 17 chữ vàng truyền thống của quân khu 7 là đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù. Ở đây tôi đang thấy cơ động linh hoạt là có vẻ được đấy. Các vận động viên của chúng ta thì bộ quân phục thì đã bị ướt, những đôi giày đã bị ướt. Như thế thì cũng biết là có gây khó khăn nhiều trong quá trình vận động của các vận động viên không ạ? Đúng, với cái việc quân phục mà bị ướt nước từ nóng sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cái quá trình cơ động. Vâng. Và đang ngồi canh gác cho vâng, đã vượt qua vòng lửa rồi. Qua vòng lửa rồi. Quá nhanh, quá nhanh. Rất nhanh chóng. Quá nhanh trong tích tắc. Còn đây là vật cản rào máy nha. Và tôi thấy hình như là các chiến sĩ của chúng ta cũng lao rất nhanh. Khẩu đội trưởng là đồng chí Thượng úy Nghiêm Đình Thuận, pháo thủ số 1. Là Thượng úy Đặng Đức Sơn, pháo thủ số 2 là đồng chí Võ Hữu Phúc. Các đồng chí chuẩn bị đạn là Nguyễn Đức Thắng, Huỳnh Trúc Trường và Phan Ngọc Minh. Đây là một đội hình có rất là nhiều những thành viên lần đầu tiên tham gia chương trình của chúng ta. Và tôi nghĩ là người dân của cả 9 tỉnh mà quân khu 7 đóng quân thì sẽ đang theo dõi và cổ vũ cho con em của mình. Cố lên đội tuyển quân khu 7. Một xong. Ba xong. Đã chuẩn bị xong và chuẩn bị chiếm lĩnh trận địa đầu tiên để tiêu diệt hai lô cốt ở cự ly là 400 và 500 mét. Và chúng ta cũng nhớ là ở hai cuộc thi đấu trước thì đội tuyển quân khu 1 và đội tuyển quân khu 9 đã rất xuất sắc hạ hai mục tiêu này ngay từ những phát đầu tiên. Còn bây giờ thì xem quân khu 7 chúng ta sẽ làm như thế nào. Hướng trước mặt, chân điện đây, lọc đá bên cao, dùng súng. Khẩu lệnh rất rõ ràng. Vâng, thao tác của các số cũng rất là nhanh. Các phản thủ chúng ta đang thực hiện động tác rất là nhanh và chính xác. Vâng. Có lẽ qua những cuộc thi như này thì các vận động viên của chúng ta thì cũng sẽ là một cái kinh nghiệm rất thiết thực cho các đồng chí trong quá trình huấn luyện cũng như thực hành chiến đấu sau này. Vâng. Như đội tuyển quân khu 1 và đội tuyển quân khu 9 ở trong những mùa giải trước thì họ đã sử dụng SPG-9 ở trong những cái vòng thi đấu ở mùa giải thứ nhất và mùa giải thứ hai. Số 3 trong. Vâng, rất nhanh chóng. Và đây là lần đầu tiên đội tuyển quân khu 7 gửi đến khán giả trong chương trình của chúng ta những màn trình diễn với súng SPG-9. Cự ly 420. 420. Ngắm chính giữa của bắn. Chính giữa của bắn. Một phát nữa lên. Và cũng xin được nói thêm là đây là những chiến sĩ lần đầu tiên tham gia quân khu số 1 thách đấu. Vâng. Có lẽ đội tuyển quân khu 7 đã có một quá trình chọn lọc và luyện tập rất là tốt trước khi bắt đầu chương trình này. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem kết quả. Giờ đang đợi đồng chí thao tác đạn để đưa vào. Vâng, bây giờ là pháo thủ số 3. Pháo thủ số 3 chúng ta sẽ nạp đạn vào. Đây là quả đạn đầu tiên. Thượng úy Nguyễn Đức Thắng đến từ trung đoàn 271 của sư đoàn 5 vừa nạp quả đạn đầu tiên. Mở đạn. Chúng ta hãy cùng quan sát. Pháo thủ số 2, Võ Hữu Phúc. Ít thôi. Đến từ đại đội 11 tiểu đoàn 6. Trung đoàn 5 của sư đoàn 5 đang chỉnh lại chân súng cùng với cả pháo thủ số 1 là Thượng úy Đặng Hữu Sơn. Ngắm đi. Lúc này thời tiết trên thao trường Mây Tàu trời nắng nhẹ, gió nhẹ và nhiệt độ cũng như là không khí rất là tuyệt vời. Vâng. Rất trong lành, ủng hộ cho đội tuyển quân khu 7. Thời tiết đang ủng hộ đội chủ nhà. Vâng. Gió thì cũng khoảng với tốc độ là khoảng 4 đến 5 mét một giây. Nó có ảnh hưởng tới phát đạn SPG-9 không? Đối với nội dung này thì nếu trường hợp gió lớn thì chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng mà đối với trường hợp gió như ngày hôm nay thì các bạn sẽ ảnh hưởng rất là ít, nên kết quả bài bản tôi nghĩ sẽ rất là cao. Rất nhanh. Thứ nhất đã bị tiêu diệt.